Tôi hướng dẫn cách tạo các danh mục trên e-learning của VNEDU, của VNPT. Đầu tiên chúng ta phải đăng nhập bằng tài khoản của VNEDU, Edu đã thực hiện. Chúng ta sẽ vào cái chỗ tên tài khoản và vào trang quản trị. Thì từ trang quản trị này chúng ta thấy ở góc bên trái đây thì có các thông số trang chủ, quản trị khóa học, quản lý thi khóa học, liệu kho tài liệu. Thì chúng ta sẽ vào quản trị khóa học và trước hết chúng ta sẽ tạo danh mục khóa học. Khi tạo danh mục khóa học thì chúng ta thấy rằng nó có chỗ thêm danh mục đấy. Thì như đây tôi đã tạo được một số cái danh mục. Ví dụ như COVID-19, sinh học 7, sinh học 8, sinh học 9, các kỹ vân vân. Chúng ta lưu ý cái từ danh mục tra. Cái từ danh mục tra này đó là thể hiện cái danh mục gốc ban đầu. Từ danh mục tra có thể sẽ sinh ra các từ danh mục con cháu vân vân. Thì cái chỗ cái tên danh mục là có dấu đỏ thì chúng ta bắt buộc phải đánh tên. Cái tên tên danh mục này thì chúng ta có thể đánh bất kỳ cái tên gì mà nó phù hợp với cái chúng ta đang muốn triển khai. Ví dụ ở đây tôi đánh tên danh mục là ôn tập. Cái chỗ danh mục tra có từ không chọn đầu tiên và một số cái tên danh mục đã tạo ra từ trước. Thì tôi không chọn thì không chọn thì cái ôn tập này danh mục sẽ là danh mục tra. Rồi sau đó chúng ta phải cái cấp đơn vị. Tôi để cái tên làm demo cái tên ôn tập ông Dương dễ nhớ và nó sẽ là danh mục tra. Và cấp đơn vị này chúng ta phải tích vào cái trường trung học cơ sở Thị Tiến thì nó mới được, còn cái mô tả cái chữ gì cũng được. Mô tả lấy vài chữ qua loa. Và khi mà tạo mới thì tạo xong thì chúng ta sẽ thấy cái từ ôn tập ông Dương, và cái từ ôn tập ông Dương này nó sẽ ngang hàng với từ sinh học 8, sinh học 9, toán 6 vân vân. Như vậy là nó cùng cấp với những cái danh mục đó. Bây giờ tôi sẽ tạo tiếp một cái danh mục ôn tập ông Dương khác và nó không phải ở cái cấp của sinh danh mục tra nữa mà tôi sẽ chọn nó vào cái danh mục đã có, tức là tôi sẽ chọn chẳng hạn cái toán 6, danh mục toán 6 này người khác tạo và tôi tích vào trường trung học cơ sở Thường Tín tạo mới. Như vậy ở đây tôi cũng vừa tạo thêm một cái danh mục ôn tập ông Dương, nhưng mà trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng là tôi cho nó làm con của toán 6 thì bây giờ là chúng ta sẽ chẳng toán 6 rồi sau đó nó sẽ đến cái từ ôn tập ông Dương có dấu trừ trước. Như vậy hai cái danh mục ôn tập ông Dương này khác nhau hoàn toàn, một cái là thuộc toán 6, một cái thuộc về cấp độ tra, một cái tra và một cái con. Khi mà chúng ta không muốn như vậy có thể nhập, chúng ta có thể xóa được cái tích vào cái chỗ ô vuông này, chúng ta xóa thì dễ dàng. Như vậy về cái ôn tập mà ông Dương này
thì chúng ta đang đánh thử nháp, thì bây giờ chúng ta có thể chữa nó lại, chữa nó lại thành ôn tập học kỳ 1 hay là ôn tập cuối kỳ 1. Và bây giờ ta sẽ cho nó vào sinh học 7 chẳng hạn, thì chúng ta kích vào cái chỗ danh mục tra thì chúng ta chọn cái sinh học 7, thì cái ôn tập cuối kỳ 1 này nó sẽ là con của sinh học 7 chúng ta cập nhật, cũng chọn cấp đơn vị và cập nhật. Như vậy cập nhật thành công. Bây giờ sinh học 7 như bây giờ là có cái con là cuối kỳ ôn tập sinh cuối kỳ 1 là cuối dấu trường trước đấy. Thì chúng ta có thể tạo thêm một danh mục tiếp theo. Ví dụ tôi tạo tiếp một cái danh mục là ôn tập kỳ 2. Và cái danh mục tra này thì tôi chọn cái ôn tôi muốn cho cái ôn tập học kỳ 2 này nó là con của cái sinh học 7. Thì cho danh mục tra này tôi sẽ chọn sinh học 7. Cũng phải chọn cấp đơn vị. Được không? Không như vậy tôi trong cái ôn tập nhưng mà chúng ta nhập, chúng ta có thể là kích vào để chúng ta sửa chữa lại. Như vậy đấy. Cập nhật. Đấy, như vậy bây giờ sinh học 7 là sinh là cái danh mục tra và có hai cái danh mục con là ôn tập học kỳ 1, ôn tập học kỳ 2. Như vậy đó là các bước để tạo danh mục.